Với số lượng hàng ngàn bệnh nhân đã cấy ghép implant tại phòng khám, chúng tôi nhận thấy rằng mỗi người đều có những thắc mắc riêng về loại implant mà mình quan tâm. Tuy nhiên, có 3 thắc mắc mà bệnh nhân nào cũng muốn được giải đáp, đó là 1. Chi phí cấy ghép implant hết bao nhiêu? 2. Cấy ghép implant thì có đau không? Và cuối cùng là trồng răng implant thì mất bao nhiêu thời gian? Trong đó có lẽ câu hỏi bao lâu thì hoàn thiện một ca implant từ khi bắt đầu đến khi có chiếc răng ăn nhai tốt trong miệng là câu hỏi phổ biến hàng đầu. Trong thời lượng của chương trình Nha Khoa dành cho mọi người hôm nay, tôi cùng các bạn sẽ tìm hiểu về chủ đề này. Tôi là bác sĩ Đường Trung, người sẽ giải đáp thắc mắc trên cho các bạn. Bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về trồng răng implant do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Câu hỏi về thời gian tiến hành cấy ghép implant gồm hai khía cạnh nhỏ hơn, đó là 1. Thời gian cần trong mỗi buổi hẹn và 2. Tổng thời gian hoàn thiện một ca implant. Đầu tiên, tôi sẽ trình bày sơ qua về thời gian của mỗi buổi hẹn. Trung bình, bạn sẽ cần 40 phút đến 1 tiếng cho mỗi buổi hẹn điều trị. Tuy nhiên, nếu trường hợp xương tại vùng gây ghép thiếu hụt, cần làm thêm các kỹ thuật bổ sung như ghép xương, nâng xoang hay khoảng mất răng lớn cần số lượng trụ cấy ghép implant nhiều, từ 2 trụ trở lên, thì thời gian mỗi buổi hẹn sẽ kéo dài thêm từ 30 phút đến 1 tiếng tùy từng trường hợp. Tiếp theo, nội dung chính của buổi trò chuyện hôm nay, tôi sẽ trình bày về tổng thời gian để hoàn thiện một ca implant. Mỗi ca cấy ghép implant sẽ gồm 2 giai đoạn, đó là giai đoạn 1, phẫu thuật cấy ghép, sau đó chờ chân răng implant tích hợp vào xương hàm, và giai đoạn 2, lấy dấu và lắp răng sau khi chân răng implant đã tích hợp. Tổng thời gian của 2 giai đoạn trên chính là thời gian để hoàn thiện một ca implant. Giai đoạn đầu tiên, cấy ghép và chờ implant tích hợp. Đây cũng chính là giai đoạn quyết định sự khác biệt về thời gian hoàn thiện của mỗi ca. Trước khi trồng chân răng implant, bệnh nhân sẽ được thăm khám, chụp phim 3D để đo đạc thể tích và chất lượng xương, rồi từ các dữ liệu đó lên kế hoạch và tiến hành cấy ghép implant. Sau buổi phẫu thuật cấy ghép, tùy vào tình trạng ban đầu của vị trí cấy ghép và độ phức tạp của kỹ thuật áp dụng mà thời gian chờ tích hợp sẽ chia làm 3 trường hợp. Trường hợp 1, thể tích và mật độ xương hàm đủ. Đây là trường hợp thuận lợi nhất khi công việc trong buổi điều trị chỉ là đặt trụ implant vào xương mà không cần làm thêm các thủ thuật can thiệp hỗ trợ. Thời gian chờ đợi tích hợp xương sẽ kéo dài từ 2 tới 3 tháng. Trường hợp 2, cấy implant tức thì sau nhổ răng. Với trường hợp này sẽ cần ghép thêm xương để bù lại khuyết hỏng giữa chân implant và xương hàm. Một trường hợp tương tự là những ca ghép xương ít nhằm đảm bảo về mặt thẩm mỹ thường gặp ở các ca cấy ghép răng cửa. Tổng thời gian chờ tích hợp của implant sẽ vào khoảng 3 đến 4 tháng. Trường hợp 3, khi xương thiếu hụt nhiều phải ghép thêm thể tích xương lớn do mất răng lâu năm hoặc cần áp dụng thêm các kỹ thuật như nâng xoang hở kèm ghép xương nếu xoang hàm xuống thấp ở hàm trên, thì thời gian chờ đợi tích hợp sẽ kéo dài lâu nhất, kéo dài trung bình từ 4 đến 6 tháng mới có thể làm phù hình lên trên. Khi implant đã tích hợp sẽ đến giai đoạn thứ 2 của quá trình cấy ghép là lấy dấu và làm phù hình lên trên. Như tôi đã nói ở trên, thời gian của giai đoạn 2 này giống nhau với các trường hợp. Với tất cả các ca cấy ghép, quá trình này sẽ cần 4 đến 6 ngày để lấy dấu và lắp hoàn thiện phù hình. Sau đây là một số ví dụ về thời gian hoàn thiện ca cấy ghép implant để các bạn dễ hình dung. Đầu tiên là một ca cơ bản thuận lợi. Bệnh nhân mất răng số 7 đã lâu, tuy nhiên vùng xương hiện tại vẫn đủ cho việc cấy ghép một implant cơ bản. Chúng tôi quyết định chọn implant kích thước 4.5 x 10. Chỉ sau 3 tháng điều trị, chúng tôi lấy dấu và lên răng ngay cho bệnh nhân ăn nhai sớm. Và đây là hình ảnh trước và sau lắp răng sứ, chiếc răng hoàn toàn chắc chắn và sẵn sàng cho việc ăn nhai. Trường hợp thứ hai, chúng tôi muốn lấy ví dụ một ca phức tạp hơn khi phải chờ lành thương khi thực hiện thêm thủ thuật nâng xoang. Bệnh nhân có răng hàm lớn thứ nhất hàm trên sâu cụt thân răng và viêm nhiễm nặng ở vùng chân răng. Sau 2 tháng từ khi nhổ chiếc răng hỏng này, tiến hành đo đạc lại kích thước xương ở vùng mất răng thì thấy xoang hàm xuống thấp, chiều cao xương không đủ để cấy ghép implant đơn thuần. Vì vậy phải tiến hành thêm kỹ thuật nâng xoang kèm thêm ghép xương trong buổi cấy ghép. Quá trình đợi tích hợp sẽ kéo dài 6 tháng mới có thể lấy dấu và làm phù hình lên trên được. Tổng thời gian hoàn thiện của ca cấy ghép này là 7 tháng. Ngoài ra gần đây thì đang phát triển một triết lý mới, đó là cấy ghép hoàn thiện implant tức thì. Có nghĩa là sau cấy implant 1 đến 2 ngày bạn sẽ được lấy dấu làm phù hình ngay trên chân răng implant vừa cấy và chỉ trong 3 đến 4 ngày bạn đã có răng ăn nhai hoàn thiện. Mặc dù vậy, để có thể tiến hành được phương pháp này thì phải đảm bảo rất nhiều yếu tố như thể tích xương hàm phải đủ, mật độ xương tốt và loại implant sử dụng cũng là loại đặc biệt được thiết kế và xử lý bề mặt rất tối ưu, do đó chi phí cấy ghép cũng sẽ cao hơn nhiều so với thông thường. Tuy đang trong thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì đây chắc chắn là hướng đi của tương lai để rút ngắn thời gian điều trị đối với bệnh nhân cấy ghép implant. Tổng kết lại, như các bạn có thể thấy, thời gian để bạn có một chiếc răng ăn nhai tốt trên implant phụ thuộc chủ yếu vào thể tích và chất lượng xương tại vị trí cấy ghép.
Một ca implant thì có thể hoàn thiện trong 3, 4 hoặc 6 tháng. Tuy nhiên, cấy ghép càng sớm, xương hàm càng ít bị tiêu đi, thời gian hoàn thiện ca implant càng được rút ngắn. Vì vậy, nếu có ý định trồng răng thì thời gian tốt nhất là thời gian sớm nhất được bác sĩ lên kế hoạch sau khi mất răng. Qua chương trình này, tôi tin rằng các bạn có thể tự trả lời được câu hỏi nếu mình muốn cấy ghép implant thì sẽ mất thời gian bao lâu để hoàn thiện. Ngoài ra, trên kênh YouTube của Nha khoa Thùy Anh cũng có rất nhiều video về các chủ đề sức khỏe răng miệng mà bạn có thể tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể để lại comment hoặc gửi câu hỏi cho chúng tôi thông qua các kênh Facebook, YouTube, website. Hẹn gặp lại các bạn trong các số tới của chương trình. Tôi là bác sĩ Đường Trung đến từ Nha khoa Thùy Anh.